Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay Dương Nguyễn mời tất cả quý vị khán giả cùng ăn một bữa chay nha. Quán chay hôm nay cũng tên là một bữa chay luôn mọi người. Hiện tại là vẫn còn trong tháng 7, có thể gọi là mùa chay. Thì mình tranh thủ mình ăn chay nha, được ngày nào thì hay ngày đó. Hôm nay là mình sẽ tới cái quán một bữa chay này mọi người. Quán này thì mình cũng mới biết thôi, mà lúc mình đi ăn thì quán cũng mới mở được hơn 2 tháng mọi người. Thấy giới thiệu có những cái món rất là thích, cho nên là hôm nay sẵn Dương Nguyễn đi ăn sẽ quay lại cho mọi người cùng xem luôn. Đây là cái không gian trong quán nha mọi người, nhìn cũng đơn giản lắm, không có trang trí gì cầu kỳ hết. Phía ngoài mình đi vô thì phía bên tay trái sẽ có một cái bình, đây gọi là bình trà đá mọi người, mình tự lấy nước mình uống nha. Còn những cái nước khác thì mình sẽ kêu, nhưng mà sẽ có một cái bình trà đá này là để cho mình tự phục vụ. Ở đây quầy lễ tân đi mọi người. Và cái món mà bé nhân viên đó là rất là bán, rất là chạy, đó là món là bún chả lá trúc mọi người. Đây là bún chả lá trúc, tô này như là 15 ngàn thôi, rất là rẻ nha, ăn cũng rất là ngon. Nếu mọi người có dịp đi ngang 10 địa chỉ chính xác sẽ là 4-7 đường Hoàng Dương Khương. Có chút tròn, có chút mẹ ăn chả lá trúc. Mọi người sẽ đi vào cái hẻm đó, nó ở gần cái khúc Cao Thắng đó. Cao Thắng mọi người đi thẳng hết cái đoạn mà gần Kỳ Hòa mọi người đó, mọi người ở đâu cái hướng đó đó, mọi người đi quẹo vô cái hẻm, đi cuối hẻm luôn, để tay trái là mọi người sẽ thấy quán. Còn đây là món cà ri nha mọi người. Cà ri thì nó không trong cái tô, nhưng mà nó trong một cái dĩa trẹt trẹt bự, nhìn rất là bự luôn. Cà ri này thì là mình sẽ ăn với bún, là bún cà ri chứ không phải là cà ri bún mì nha mọi người. Người nhỏ mà tao bự luôn á. Ăn bánh mì thì không biết là trong menu có bánh mì không, không đó không để ý, mình chỉ kêu món bún cà ri thôi. Nhìn cũng rất hấp dẫn nha mọi người. Bún mì ăn nói chung là hợp với khẩu vị gia đình Dương Nguyễn, còn khẩu vị của mọi người thì chắc mọi người phải tự ăn để tự cảm nhận nha. Tại vì ăn uống thì còn tùy theo khẩu vị của vùng miền, theo sở thích nữa. Ở đây có nhiều món lắm mọi người, giá thì giờ như mình thấy từ 15 ngàn, rẻ nhất là 15 ngàn mọi người. Thì cho nên là mà nhìn giống như là gần như là cái của nhà hàng vậy đó, cho nên giá này thì mình thấy rất là rẻ nha. Do là cái nhà hàng này là mới mở, thành ra là khách cũng chưa có nhộn nhịp lắm. Thường thì buổi trưa thì sẽ có thêm khách văn phòng, còn hiện tại mình đi ăn hơi sớm cho nên là cũng khách cũng chưa có đông lắm, nhưng mà tập lúc mọi người ăn xong thì khách văn ăn mà biết cái gì đâu là chính xác rồi. Ngoài các cái món bún, món nước ở đây á, thì còn có đây là cơm chiên nữa là mọi người. Thì cơm này nó cũng 15 ngàn hay sao mọi người. Cơm này ăn cũng ngon nha. Ngoài ra thì còn những cái món khác nữa, cho nên là mọi người cứ tham khảo thêm menu. Một món nhìn 15 ngàn vậy chứ, nhưng mà ăn thì cũng no nha mọi người. Nếu mà mọi người mà ăn mà chưa lót được bụng thì mọi người có thể thêm một phần nữa nha. Kêu thêm một phần nữa. Còn đây là bánh nậm nha mọi người, cũng 15 ngàn luôn, thì sẽ có 3 cái, mình sẽ ăn chung với lại nước mắm chua ngọt. Cái bánh này thì mình rất là thích ăn, còn không biết là khẩu vị mọi người thì có thích ăn hay không, nhưng mà Dương Nguyễn rất là thích ăn cái bánh nậm này luôn. Rồi mọi người xem sơ lại bảng giá nha, thì ở đây cũng có nhiều món để mọi người lựa chọn, cho nên là mọi người cứ tha hồ mà tham khảo nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mọi người thấy thích video thì cho Dương Nguyễn Family một like và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Dương Nguyễn Family nha. Cảm ơn tất cả mọi người.